Và tiếp theo là một bản tin liên quan đến thể thao. Võ sĩ Floyd Mayweather đòi 600 triệu để thượng đài. Võ sĩ bất khả chiến bại người Mỹ Floyd Mayweather tuyên bố sẵn sàng đấu với Khabib hoặc McGregor miễn nhận đủ số tiền yêu cầu. Khi tham gia một sự kiện tại York Hall, London, Anh Quốc, võ sĩ này đã nói rằng anh và chủ tịch UFC Dana White nói chuyện với nhau. Có hai cái tên được thích hợp vào lúc này, đó là Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov. Yêu cầu của anh là 600 triệu Mỹ Kim. Nếu phải mạo hiểm thi đấu, anh phải nhận một con số xứng đáng. Võ sĩ Mayweather đã treo gan sau trận thắng Andre Beto vào tháng 9 năm 2015. Nhưng hai năm sau, anh đã trở lại võ đài gặp McGregor. Nhờ cuộc so gan đình đám này, võ sĩ có biệt danh Độc Cô Cầu Bại sẽ nhận về hơn 300 triệu Mỹ Kim. Đó là con số lớn nhất mà một võ sĩ nhận được sau trận đấu trong lịch sử quyền Anh. Cũng qua trận này, Mayweather thiết lập kỷ lục 30 lần lượt xem qua pay-per-view là hình thức truyền hình xem trả tiền. Sau trận đấu với McGregor, Mayweather còn tới Nhật Bản và đấu biểu diễn với Tenshin Nasukawa và đã hạ gục đối thủ chỉ sau hơn 2 phút trong một sự kiện chào năm 2019 ở thủ đô Tokyo. Phát biểu sau trận đấu, võ sĩ nhà nghề sinh năm 1977 nói rằng anh nhận được hơn 10 triệu Mỹ Kim ở trận này, dù không tập luyện trước khi thượng đài. Floyd Mayweather nói, trong giới quyền Anh bây giờ, nếu chỉ để so kè thành tích, anh chẳng hứng thú so tài với bất kỳ võ sĩ nào. Giờ đây tất cả đều là kinh doanh, anh là một doanh nhân và rất thích những trận đấu như vậy. Đối với McGregor, điều đó đã giúp anh kiếm nhiều tiền. Anh chỉ hứng thú với những võ sĩ được cả một quốc gia ủng hộ. Khabib được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất nếu Mayweather muốn đạt được con số 600 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, võ sĩ người Nga đối thủ của anh đánh hiệp cuối theo luật MMA sau khi đấu 11 hiệp quyền Anh.